một tiền vệ tài hoa, một thủ quân đội tuyển quốc gia, nhà vô địch AFF Cup 2008. Mọi người khán giả hâm mộ và các giới các thầy các huấn luyện viên đã ghi nhận mình thì Minh Phương rất cảm ơn, rất trân trọng điều đó. Cùng với cái kinh nghiệm đó, cùng với những cái tích lũy đó mà Phương bắt đầu bước vào cái cương vị của một người thầy, sẽ có nhiều cái thu hoạch tốt và sẽ có nhiều học trò giỏi. Chính thức treo giày tháng 9 năm 2015 sau 17 năm chơi bóng, với Nguyễn Minh Phương, sân cỏ vẫn tiếp tục là cuộc sống. Vì anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các khách mời có thể chia sẻ niềm đam mê của mình đối với thể thao cũng như là những lợi ích mà thể thao mang lại cho cuộc sống của họ. Và lúc này ngồi bên cạnh Việt Anh là một gương mặt hết sức quen thuộc đối với những ai yêu bóng đá Việt Nam, và chắc chắn là quý vị cũng dễ dàng nhận ra. Xin giới thiệu đến quý vị, đó là cựu tuyển thủ quốc gia, tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Xin chào anh Phương. Xin chào tất cả khán giả anh xem qua đài, xin chào Việt Anh. Dạ, có thể nói Nguyễn Minh Phương, nhắc đến anh là một trong những cầu thủ mà được mến mộ nhất của làng bóng đá Việt Nam. Và ngoài ra thì anh còn sở hữu một cái bộ sưu tập các danh hiệu, có thể nói là gần như là đầy đủ hết, là các danh hiệu như vô địch quốc gia, cúp quốc gia, AFF Cup và những cái danh hiệu cá nhân như là quả bóng vàng, quả bóng bạc. Vậy thì với những gì mà tôi vừa kể sơ qua thì không biết là cái danh hiệu nào là có một cái ý nghĩa đặc biệt đối với anh nhất? Thật sự thì đối với Minh Phương thì danh hiệu mà đặc biệt mà có ý nghĩa nhất, và kể cả trên bóng đá Việt Nam, thì có lẽ là danh hiệu vô địch AFF Cup năm 2008. Đến giờ phút này thì cũng đã là 7 năm. Sau 7 năm, nhưng mà khi đã xem lại những hình ảnh ngày xưa, mình cảm thấy rất là giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Mình cảm thấy rất là tự hào khi có một cái đóng góp nhỏ cho một cái tập thể thành công như thế. Khi mà anh nhắc lại thì tôi cũng thấy là trong anh vẫn đong đầy nhiều cảm xúc lắm, và cũng rất là xúc động. Vậy thì anh có thể coi như là mình nhớ lại cái khoảng thời gian cách đây 7-8 năm về trước đi, thì lúc đó cái giây phút đăng quang nó như thế nào? Thật sự thì trước cái giây phút đăng quang thì đội tuyển cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi bước vào giải thì đã qua 11 trận, đội tuyển không biết mùi chiến thắng. Nhưng mà thầy làm sao thầy sốc lại, để làm sao thầy tạo được cái niềm tin để cho cầu thủ biết mùi chiến thắng để mà dẫn đến thành công như thế. Và trong sự nghiệp của mình, nếu tính từ năm 1998, đúng không, cho đến năm 2015 là anh giã từ sự nghiệp, thì có thể nói đây là một cái khoảng thời gian rất dài. Và trong suốt khoảng thời gian mà anh gắn bó với lại bóng đá như vậy thì anh đã thi đấu với màu áo của 3 câu lạc bộ. Đầu tiên là Cảng Sài Gòn từ năm 1998 đến năm 2003, rồi Đồng Tâm Long An là từ năm 2003 đến 2010, và SHB Đà Nẵng là từ 2010 và đến 2015 vừa rồi. Ba câu lạc bộ đó đã có ảnh hưởng như thế nào đối với sự nghiệp của anh? Ở ba câu lạc bộ chắc chắn là phải ảnh hưởng, tại vì nó là cái nền, như đội Cảng Sài Gòn là cái nền mà khi thành công ở đỉnh cao ở Đồng Tâm Long An, còn khi về SHB Đà Nẵng là một sự trưởng thành nhất định, giống như là một người không phải là trong sân bóng mà trong cuộc sống, và vấn đề một người phải có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với xã hội, là một người phải lớn hơn, dày dặn hơn. Thì nhắc đến Nguyễn Minh Phương thì rất nhiều các cầu thủ, ngoài những cái vấn đề chuyên môn của anh, thì đều cho rằng đây là một chàng cầu thủ tính cách ôn hòa và cư xử rất là đúng mực. Nhưng tôi nghĩ rằng với gần 20 năm gắn bó với bóng đá rồi, đã cũng một thời gian dài là giữ chức thủ quân của đội tuyển bóng đá quốc gia, sống trong một tập thể như thế, với nhiều tính cách như thế, với nhiều bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau, thì làm như thế nào để mà người ta phục mình một người đội trưởng như vậy? Thì chắc chắn là anh, như anh nói, là cũng đã có nhiều trải nghiệm, mà những trải nghiệm đó tôi nghĩ rằng cũng sẽ có những cái lúc vấp váp, những cái lúc mà anh cần phải nhìn lại để chỉnh sửa. Vậy thì ngày hôm nay, nhìn lại những gì đã qua, anh có thể kể một trong những kỷ niệm hoặc là một cái trải nghiệm nào đó đối với anh trong cái quá trình mà anh giữ băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia, mà cần phải có một sự xuất hiện của một người đội trưởng để dung hòa mọi thứ ở trong đội không? Thật sự thì đây thì cũng đã có một lần, thì SEA Games ngay tại sân nhà.
thì được sự tin tưởng của tất cả các anh em và thầy Riddle thì cũng trao cho Phương cái băng thủ quân vào năm 2003. Lúc đó là đội trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu tại sân nhà. Nhưng mà ngay vào thời điểm trước khi vào giải, tại sao đến giờ phút này thì mọi người vẫn cứ hay nói tại sao Minh Phương không đủ bản lĩnh để mà nhận chiếc băng đó, lại nhường chiếc băng đó. Là ta nói về vấn đề chuyên môn hay là vấn đề tính cách hay là vấn đề như thế nào? Thì bây giờ đây có thể là một câu trả lời. Vào thời điểm đó có thể Phương không thể nào mà quán xuyến hết được tất cả các anh em. Tới lúc đó, tại thời điểm đó mình cũng mới còn trẻ, cho nên để mà giữa người lớn như thế nào và vừa còn thủ trẻ như thế nào để mà đối nhân xử thế. Nhưng mà từ qua đó thì mình mới rút được cái kinh nghiệm bài học cho mình. Đó không phải là vấn đề chuyên môn, nhưng mà đó về vấn đề cách cư xử. Không phải là mình cư xử không đúng, nhưng mà mình cảm thấy trách nhiệm với từng người, trách nhiệm với từng anh em. Nhưng mà đã những cầu thủ đó mắc lỗi, đó là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người đội trưởng. Còn nếu mà trách nhiệm nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bởi vậy, nếu mình cảm thấy đó là trách nhiệm, là lỗi của mình, chắc chắn là lỗi lớn. Trước khi bắt đầu vào SEA Games thì cũng nói có một sự cố vào năm đó. Cho nên Phương mới nói là Phương nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Hữu Thắng. Và sau năm 2005, thầy Đức Đậu quay trở lại làm việc. Thầy nói là chắc chắn Minh Phương sẽ làm đội trưởng đội tuyển quốc gia. Và từ đó thì Phương, từ một cái kinh nghiệm đó, đã cho Phương thấy nhiều thứ. Tất cả các anh em, tất cả các bạn bè, mỗi một người cũng có một cái tính cách khác nhau, có mỗi một vùng miền nó cũng có cái đặc trưng khác nhau. Nhưng mà nhiều khi tất cả trong cái lĩnh vực bóng đá là có thể là hơi khó, là tại vì có thể người ta quản lý bao nhiêu công nhân, bao nhiêu ngàn người thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà chỉ có hăm mấy cầu thủ thì nó lại khác. Nhưng mà có như vậy mới gọi là bóng đá. Anh vẫn cảm thấy là mình đã làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm để đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng bây giờ thì rất là thích hợp để mời quý vị khán giả cũng như là ngay chính anh, chúng ta sẽ nhìn lại những cái con đường đã qua trong sự nghiệp của một cầu thủ Nguyễn Minh Phương. Nguyễn Minh Phương bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1998 trong màu áo câu lạc bộ Cảng Sài Gòn, sau đổi tên thành Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Tại đây, Minh Phương chơi ở vị trí tiền vệ cánh và đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ, đó là chiếc vô địch V-League mùa giải 2001-2002. Năm 2002, Minh Phương chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An với giá chuyển nhượng 400 triệu đồng và trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam khi đó. Dưới bàn tay nhào nặng của huấn luyện viên Calisto, Minh Phương chuyển sang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, và đó cũng là vị trí đã mang lại thành công cho anh trong quãng thời gian sau này. Cũng trong năm 2002, Minh Phương chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2005 và 2006, Minh Phương thi đấu thăng hoa trong màu áo câu lạc bộ khi giành được hai chiếc vô địch quốc gia cùng Đồng Tâm Long An. Đồng thời, anh còn giành luôn cả một chiếc cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia vào hai năm đó. Cũng trong năm 2006, Minh Phương kết hôn với chị Vũ Thùy Anh Thi và đến nay hai người đã hạnh phúc với hai cậu con trai. Thành công lớn đầu tiên mà tiền vệ này giành được trong màu áo đội tuyển quốc gia là tấm huy chương đồng vào bóng đá vô địch Đông Nam Á 2007. Sau đó một năm, Minh Phương thi đấu rất thành công và cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008. Ở giải đấu này, Minh Phương là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất Việt Nam với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Ngoài khả năng tạo ra sóng gió và những đường chuyền chết người mang thương hiệu của riêng mình, Minh Phương còn là một chuyên gia đá phạt. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh có lẽ là đường chuyền giúp Công Vinh đánh đầu ngược, làm rung mạnh lưới Thái Lan, mang về chiếc cúp AFF lịch sử. Sau kỳ AFF Cup 2010 không thành công, Minh Phương quyết định chia tay đội tuyển trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Với những đóng góp lớn lao cho bóng đá nước nhà, Minh Phương xứng đáng được tri ân. Tên của cầu thủ được nhận quả bóng vàng năm 2010 đó chính là cầu thủ Nguyễn Minh Phương. Một gương mặt điển trai của sân cỏ, cầu thủ Nguyễn Minh Phương đã vinh dự nhận được danh hiệu quả bóng vàng năm 2010. Xin được chúc mừng anh.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang cảm nhận không khí thật hân hoan và tưng bừng của lễ trao giải quả bóng vàng lần thứ 16 năm 2010 và xin được chúc mừng quả bóng vàng. Đó là cầu thủ Nguyễn Minh Phương, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Cái gì đó mà mọi người khán giả hâm mộ mà các giới các thầy các huấn luyện viên đã ghi nhận mình thì Minh Phương rất cảm ơn, rất trân trọng điều đó, và Minh Phương sẽ ghi mãi và sẽ nhớ mãi cái thành tích này và sẽ cố gắng để làm lưu giữ được cái hình ảnh Minh Phương sau này và mãi mãi. Năm 2010, Minh Phương cũng chính thức chia tay câu lạc bộ Đồng Tâm Long An sau hơn 8 năm gắn bó để chuyển tới thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Tại đây, anh được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tin tưởng giao cho tấm bằng đội trưởng. Năm 2012, Minh Phương giành chức vô địch V-League cùng câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đây cũng là danh hiệu cuối cùng mà Minh Phương có được trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ngày 20 tháng 9 năm 2015, một ngày buồn của bóng đá Việt Nam. V-League 2015 khép lại, SHB Đà Nẵng đá trận cuối trên sân Chi Lăng và Minh Phương cũng chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ, kết thúc 17 năm thi đấu chuyên nghiệp lẫy lừng. Minh Phương đã có sự nghiệp cầu thủ đã 17 năm. Trong 17 năm đó, Minh Phương đã gặt hái được rất nhiều thành công, cả những danh hiệu cá nhân cũng như những danh hiệu tập thể. Đi cùng với những cái đó thì nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn bè, các anh em đồng nghiệp, các huấn luyện viên đã cho Phương có được ngày hôm nay. Anh Phương là một người có trách nhiệm và là một đội trưởng có tiếng nói trong đội bóng, và anh là một người được mọi người mến mộ và còn vi mọi em cũng vậy. Chia tay Minh Phương thì em cũng rất là buồn, vì anh đã cống hiến 5 năm cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Nhưng mà cầu thủ nào cũng có lúc chấm dứt sự nghiệp của mình. Nên em chúc cho anh Minh Phương cùng sẽ thành công trong lực sự nghiệp huấn luyện viên của mình. Một cầu thủ tài năng và tài hoa, và về SHB Đà Nẵng thì ra ngoài cái cống hiến ra, anh toàn để lại những tấm gương sáng cho các hội trẻ ở đây. Chỉ qua công tác huấn luyện, chúng ta phải học hỏi và phải lắng nghe nhiều hơn nữa, và phải cập nhật nhiều cái thông tin để anh ta mới có nhiều cái kiến thức để huấn luyện được. Sau 17 năm thi đấu, Minh Phương đã gặt hái được nhiều danh hiệu, 4 chức vô địch V-League cùng 3 câu lạc bộ khác nhau, vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng đội tuyển quốc gia và danh hiệu quả bóng vàng 2010 là phần thưởng xứng đáng tôn vinh cho những nỗ lực và cống hiến của anh. Có lẽ sẽ còn khá lâu nữa bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một tiền vệ tài hoa như Minh Phương. Anh Minh Phương này, anh có 4 năm chơi trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam và có 8 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia là đến năm 2010, tức là năm đó là anh đã 30 tuổi rồi. Vậy thì có bao giờ mà anh nhìn lại hay anh thống kê lại là mình đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã bao nhiêu trận đấu chưa? Tại vì cái thời điểm Minh Phương vào đội tuyển, vào thời điểm đó, nó không phải như bây giờ mà để mà phân tích để từng trận từng này kia, thời điểm đó thì không có. Cho nên mình không có biết là mình thi đấu là bao nhiêu trận, kể cả đội tuyển quốc gia. Tôi đang có cái số liệu là như thế này, đó là 73 trận với đội tuyển và 38 trận với đội tuyển U23. Vậy thì anh có biết là theo thống kê chính thức này á, thì anh là người mà giữ cái kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn cả trung phong số 1 Việt Nam một thời là Lê Huỳnh Đức. Lê Huỳnh Đức là 66 lần và tiền đạo số 1 Việt Nam hiện nay là Lê Công Vinh là 52 lần, trong khi là anh có đến 73 lần đã trong đội tuyển quốc gia. Và thật ra những cái con số này tôi biết là khi mà tôi đọc lên á, thì đối với Minh Phương á, thật sự là nó cũng không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi vì quan trọng nhất là những cái gì anh cống hiến cho đội tuyển. Và nhưng mà cũng như anh nói đó, là hầu như khi anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia thì trận nào thì cũng có mặt anh ra sân, thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều rất là vinh dự. Mà như nãy giờ tôi có đọc lên những con số đó thì cho đến thời điểm này thì vẫn chưa ai có thể vượt qua được cái số lần mà khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều như anh, đúng không ạ? Dạ, vậy thì từ xưa đến giờ, từ trước đến giờ khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam mà ra thi đấu
thì luôn nhận được một cái sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Và thời của anh, một cái thời rất là hoàng kim, sau cái thời của Hồng Sơn xong, của những cái cựu cầu thủ trước, thì đến thời của anh và đã đạt được cái cúp AFF Cup, thì cái đó phải nói là cho đến thời điểm này thì nó vẫn là một cái vinh quang và rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam. Vậy thì chắc hẳn anh cũng có rất là nhiều kỷ niệm với khán giả hâm mộ Việt Nam. Thật sự là rất là nhiều. Không biết nói sao. Từ nói cái sao? Ban đầu mà năm 2002, khi mà khoác áo đội tuyển quốc gia, thì năm đó thì tất cả người hâm mộ thì không nghĩ là với cái đội hình như thế mà có được cái những cái thành công nhất định như vậy. Mà sau cái mùa giải đó về thì được rất tất cả người hâm mộ rất là quan tâm, kể cả về tới sân bay mà khán giả hâm mộ thì thôi đón quá tuyệt vời. Thậm chí đón mà không thể nào mà ra khỏi sân bay được. Nhưng mà cái thành công năm 2008 thì nó khỏi phải nói. Khi mà sau trận đấu thì nó kết thúc trận đấu thì mình nhớ thì lúc đó cũng khoảng cỡ 8-9 giờ gì đó. Nhưng mà về tới khách sạn thì cũng khoảng 1-2 giờ sáng. Tại lúc nào khán giả cũng cuồng nhiệt, khán giả cũng nói đuôi, khán giả cũng lúc nào cũng rạo rực. Mà không phải là niềm vui chỉ trong một ngày, hầu như là chỉ mấy tuần mà lúc nào ra đường cảm thấy hạnh diện. Nhưng mà về bóng đá thì nó cũng có lúc vui và cũng có lúc buồn. Có lúc khán giả cũng có thể quay lưng với bóng đá. Sau này có những trận đấu thì anh em thi đấu ở trong mẫu đội tuyển chỉ muốn là giống như sau thất bại thì mình muốn lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Cũng có những năm đội tuyển thi đấu thất bại, ví dụ như năm 2004 thì với một đội hình được kỳ vọng, là năm đó là cái năm Lê Huỳnh Đức, sau đó là Giả Từ đội tuyển luôn. Và sau năm đó thi đấu thất bại, đến lúc ra đường mình cũng không dám ra đường, tại vì người già trẻ con người lớn người ta cứ nhìn vào chỉ chửi thôi, chỉ nói là thế đó, thi đấu như vậy mà ngay tại sân nhà của mình mà không đạt được những cái gì mà mong muốn, không đạt được những gì mọi người kỳ vọng, nên lúc đó mình cũng thất bại rồi. Nhưng mà từ một cái vấp ngã đó thì mình làm sao để tìm cách vượt qua nó để mà đứng lên. Tôi cũng đang muốn nhắc đến những cái gọi là những cái vấp ngã, những cái như anh nói là thất bại hoặc là những cái khó khăn trong sự nghiệp của anh. Chắc chắn là bao nhiêu năm gắn bó với bóng đá thì chắc chắn là phải có những cái câu chuyện, có lúc thăng thì cũng phải có lúc trầm, thì chắc chắn cũng phải có gặp những cái khó khăn. Vậy thì có những cái khó khăn nào mà anh cảm thấy, nghĩ lại anh cảm thấy rất là lớn trong sự nghiệp của mình, rồi lúc đó thì anh làm cách nào để anh có thể vượt qua được? Giống như mình nói lúc nãy thì năm 2004 là năm khó khăn nhất. Năm đó là hầu như không phải là về riêng về đội tuyển lớn, mà đến qua năm 2005 thì nó khó khăn theo vấn đề là đội tuyển U23 có sự cố. Thì sau năm đó thì người hâm mộ là mất niềm tin ở đội tuyển. Thì đến lúc đó, đội tuyển thi đấu thành công trở lại là năm 2005. Hầu như lúc đó là anh em không có nghĩ gì hết. Không có nghĩ vấn đề là thi đấu này mình mới được cái gì, thắng mình được cái gì và thua mình được cái gì. Chỉ thi đấu làm sao, đừng nghĩ vấn đề là thắng thua. Chỉ đấu làm sao là chơi hết mình, cống hiến hết mình để mà tìm lại những gì người hâm mộ đã kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam, kỳ vọng vào những con người này, thì mình làm sao để mà trở lại, đưa bóng đá Việt Nam trở lại con đường đúng theo quỹ đạo của nó. Sau đó là anh không có thi đấu trên đội tuyển quốc gia nữa, đúng không? Là giữ băng suốt 5 năm đó. Dạ, suốt 5 năm. Dạ. Vậy thì Nguyễn Minh Phương gắn bó với đội bóng Cảng Sài Gòn, như chúng ta nói là khi còn tuổi còn trẻ là vào năm 1998, và cho đến khi anh chuyển sang Đồng Tâm Long An với hợp đồng chuyển nhượng trị giá rất lớn vào thời điểm năm 2002 là 400 triệu. Và thời đó thì khán giả Việt Nam thì vẫn quen với việc là những cái tên tuổi cá nhân thì phải mãi mãi gắn liền với một đội bóng. Vậy thì lúc đó việc thay đổi màu áo có phải là một quyết định khó khăn với anh không? Nhắc đến đó cũng là một kỷ niệm. Mà thật sự là vui cũng có mà buồn cũng có. Tại vì
kỷ niệm vui là khi mà mình được đứng trong cái hàng ngũ những cầu thủ mà rạng danh của bóng đá cảng Sài Gòn vào đó, kể cả ban huấn luyện thầy Tam Lan, thầy Đặng Trần Chỉnh, anh Nguyễn Hồng Phẩm. Yeah. Đó là những người mà tiếng tăm nhất của bóng đá cảng Sài Gòn vào năm đó. Và cái năm 2002 thì đội cảng Sài Gòn vô địch. Thì Phương thành công ở đội tuyển năm 2002. Nhưng mà cái thời gian đó giống như mình chuyển lên, cái bóng đá mình chuyển lên bóng đá bán chuyên nghiệp. Bán chuyên nghiệp. Rồi cũng được nhiều câu lạc bộ mời. Nhưng mà mình không biết, tại vì mình là cầu thủ trẻ, chỉ lúc đó chỉ biết là ăn, ngủ, tập luyện và thi đấu bóng đá thôi. Chứ mình không biết vấn đề là hợp đồng nó như thế nào mà. Nhưng mà lúc đó lên đội tuyển, thầy Cato rất là thích. Nhưng mà có đánh tiếng với là anh Võ Quốc Thắng. Thì anh mới chiêu mộ Minh Phương về. Thì Minh Phương nói bây giờ hợp đồng Minh Phương là như thế. Thì như thế nào? Thì câu bộ nói là vấn đề này thì nó không có quan trọng. Câu bộ có thể lo được vấn đề này. Quan trọng là em có muốn về cống hiến cho câu bộ Đồng Tâm hay không? Thì lúc đó giống như là mình đã đi tiên phong cho mấy anh. Thật sự là lúc thời điểm đó thì cũng có một vài anh cũng muốn rời đội cảng. Tại vì đã nói qua cái thời mà cái thời bóng đá bao cấp. Yeah. Nó chuyển sang lên bán chuyên nghiệp. Điều đó là cảng Sài Gòn cũng chưa có mở ra cái con đường để cho tất cả cầu thủ về vấn đề cái nền, tất cả câu bộ. Cho nên mình chấp nhận. Thôi, Phương đi. Nhưng mà nhiều người hay nói là mình chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Thì thật sự nó nói á, thì ra bóng đá khi mình đã trưởng thành, khi mình đã thành danh thì cái vấn đề tài chính, vấn đề cuộc sống thì nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà mình phải đi như thế nào? Mà trong khi đó Phương đi là đội cảng mới vô địch, là đội đương kim vô địch. Và không biết cái hợp đồng vào thời điểm đó mà nó như thế nào. Minh Phương bị kỷ luật 6 tháng là mất một mùa giải. Cái sau đó là mới về Đồng Tâm Long An. Về Đồng Tâm Long An thì cuối cùng là VFF mới giảm án cho Phương xuống còn 3 tháng là được thi đấu vào lượt về. Tại vì có cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì người ta mới giảm án xuống. Giảm án xuống nhưng mà cũng ngay là trận đầu tiên. Không biết là may hay là xui cho mình. Ghi bàn. Không phải, mình đi đấu trở về một ổ mới của Đồng Tâm Long An mà lại đá với cảng Sài Gòn tại sân Thống Nhất. À. Mà trong khi đó là mình là hầu như trận đấu đó là Phương tỏa sáng trong trận đấu đó. Không có trực tiếp ghi bàn nhưng mà toàn là truyền bóng ghi bàn không. Cũng có ghi bàn nhưng mà lại cảm không được. Cảm xúc lúc đó chắc là thật sự là mình giống như mình trở về một ngôi nhà xưa thì có những khán giả rất đó là rất là áp lực. Tại vì mình là tuổi trẻ la ó Minh Phương thế này, Minh Phương thế kia, thậm chí có những cái băng rôn như thế này. Nhưng mà khi mình đi tình cảm mình lúc nào cũng dành cho cảng Sài Gòn. Kể cả sau trận đấu đó mình vẫn về ngồi với tất cả các anh em ở cảng Sài Gòn. Lúc đó anh em mới nghĩ bóng đá nó là như thế. Trong sân có thể là một đối thủ, nhưng mà khi ra ngoài đời đó là anh em, đó là cuộc sống. Nhưng mình buồn thêm cái nữa là năm đó đội cảng Sài Gòn lại rớt hạng. Thì đó là nó nhiều cái đó, nó đi theo mình. Tới bây giờ nhắc lại mình muốn nhớ đến những... Nhưng dù sao thì tôi biết chắc là đối với người hâm mộ bóng đá Sài Gòn thì Nguyễn Minh Phương, người ta vẫn luôn nhớ đến anh như là một đại diện cho thế hệ lứa cầu thủ thành công cuối cùng trong màu áo của đội bóng cảng Sài Gòn, vang bóng một thời. Và sau này thì cho dù là thời gian có trôi qua như thế nào, rồi anh ra sân đấu bao nhiêu năm, thi đấu như thế nào, thì chắc chắn là anh cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh của mình ngày xưa trong màu áo của đội bóng cảng. Nếu như với Minh Phương, sân vận động Thống Nhất là trường dạy bóng đá đầu đời, thì với nhà báo Nguyễn Nguyên, đây là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm thời niên thiếu khi còn là một cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng cảng Sài Gòn. Chào Minh Phương. À, chào anh. Không biết sao rồi.
Dạ, cũng đang đi tìm việc anh. Ô, nghe nói Phương mới tham dự cái khóa huấn luyện viên à? Dạ, mới tham dự cái lớp huấn luyện viên pro cho bóng đá chuyên nghiệp của AFC. Vậy là bây giờ đã có thể hành nghề rồi? Dạ, hành nghề rồi. Nhưng mà cái hướng của mình sắp tới là sao? Của mình là cũng đang xin việc, nhưng mà tại mình muốn về thành phố để cống hiến cho bóng đá thành phố. Ok, thôi ra đi ngồi chia sẻ với nhau về tí về hồi ức của Hương ha. Là sau một cái quá trình rất là dài thi đấu, có rất là nhiều cái thành tích, nhưng mà bây giờ quay về lại cái sân Thống Nhất, quay về lại với bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, trong Phương có cái suy nghĩ gì không? Tại vì vừa rồi tụi em mới đi học thì em cũng đang dính một cái chủ đề tại đây, mà mình cũng muốn cùng với anh Lê Đình Tuấn trở về đây thì xây dựng lại bóng đá thành phố. Mình muốn làm một cái điều gì đó khi mình tại mình đi đó rất là lâu. Mình trở lại đây với lại gia đình cũng đã quay về đây sinh sống, thì cũng muốn làm một điều gì đó tốt hơn, đưa bóng đá thành phố trở lại đỉnh cao. Nhưng mà hỏi cái này hỏi rất là chân tình nha, tức là khi mà đời cầu thủ mình thì bóng đá thành phố nó đạt những cái thành tựu rất là cao. Bây giờ Phương muốn quay về cùng với một số anh em thì bóng đá thành phố đang ở mức thấp nhất, thì cái đó có phải là một cái khó khăn, có phải là một cái thách thức để mà Phương đối mặt không, hoặc là Phương ngại? Đó cũng là một thách thức, nhưng mà tụi em cũng đã chuẩn bị kỹ. Nếu mà lãnh đạo cho tụi em một cái quá trình, một cái lộ trình dài, thì tụi em sẽ xây dựng từ ở dưới cái đội ngũ ở dưới, từ tuyến trẻ trở lên, mình xây dựng giống như các cái trung tâm khác. Cái tuyến trẻ rất là quan trọng, tại cái lúc mà mới mà tập đi nó quan trọng lắm. Khi mình đã vững rồi, khi mình lên lead rồi, là mình chỉ bắt đầu vào chiến thuật, vào thi đấu, vào ấy giống như cỡ cấp độ đội tuyển Phương ơi, tự nhiên ngồi đây cái anh lại nhớ tới cái góc cầu môn đó, mà anh không biết là Phương có cái kỷ niệm gì về góc cầu môn đó không. Mình cùng ra đó đi ha. Dạ, okay. Năm 2004 thì em có cũng cái tham gia cái giải của đội tuyển quốc gia, tham gia cái giải MVP Cup nơi đây. Em có được một bàn thắng tại đây, một bàn thắng đẹp nhất giải năm 2004. Từ bàn thắng từ đây ngay từ cái góc này, ngay góc này thẳng vào góc luôn. Nếu vậy là cái vị trí cũng rất là giống với cái vị trí mà sân nhưng mà mình. Cái này là em đá trực tiếp vào luôn. Còn cái kia là em chỉ đá vòng cung khứa vào cho công viên đánh đầu. Lúc đó là anh nhớ anh ngồi tít là cái góc trên kia kìa, và anh nhớ là cả cái sân nó nổ tung lên và mọi người rất là phấn khích. Và anh còn giữ cả những cái hình ảnh về Phương lúc đó là ghi bàn thắng xong chạy ngược lên trên đây nè. Còn thầy Alfred Riddle thì coi như là ông quá hạnh phúc đi, tức là với cái bàn thắng tuyệt đẹp. Từ đó là bàn thắng trong cái hiệp phụ, Và lần đầu tiên em mới biết cái cảm giác cởi áo ra ăn mừng. Đúng rồi, thấy cởi áo, giục áo. Nhìn cũng giống Ronaldo lắm. Người rất nhỏ nhưng mà cởi áo ra. Cũng cơ bắp lắm chứ đúng không? Lúc đó mà mình giải tỏa được cái áp lực. Phương tin là nếu mà Phương cùng với những anh em và có một sự đồng lòng thì bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại và sẽ mạnh mẽ hơn. Cái đầu tiên là cái nền mình đã có, sân chơi rồi đầy đủ hết, ngay cả những cái lứa, cả những cái lứa mà năng khiếu, những lứa trẻ, hoặc là tất cả những môi trường như bây giờ có bóng đá cộng đồng ở đây cũng rất là nhiều. Đó thì nếu mà để mình đi lên không khó đâu, nếu mà đúng mức ra ngoài thì thật sự em nghĩ không khó. Thực sự thì nếu mà Phương mà quay lại bóng đá thành phố thì em thấy có một cái điều rất là hay là như thế này nè, tức là cái cuộc đời của bóng đá của Phương á, khi mà Phương bước vào cái môi trường bóng đá đó, Phương gặp những cái người thầy rất là tốt và rất là giỏi, rất là tâm lý. Thì bây giờ cùng với cái kinh nghiệm đó, cùng với những cái tích lũy đó mà Phương bắt đầu bước vào cái cương vị của một người thầy, thì anh nghĩ sẽ có nhiều cái thu hoạch tốt và sẽ có nhiều học trò giỏi. Và các học trò đó cũng tin vào sẽ có một người thầy giỏi nữa. Cũng có nhiều người nói là nhiều khi là một cầu thủ giỏi chưa chắc là một huấn luyện viên giỏi. Nhưng mà không phải nói gì, nhưng mà mình tin là những gì mình đã trải qua, bao nhiêu đời huấn luyện viên, bao nhiêu đời cầu thủ, bằng tất cả kinh nghiệm mình, tầm ảnh hưởng cầu thủ của mình, thì sẽ dạy cho các em những gì mà mình có, những gì mình học hỏi được.
những gì mà những cái kiến thức mới mình thu thập được mình đi chia sẻ và mình dạy cho các em để mà làm sao trở thành một cầu thủ tài năng để mà cống hiến cho bóng đá nước nhà. Nói chung là anh cũng chúc cho cái giấc mơ của Phương mà cũng là giấc mơ của tất cả người hâm mộ thành phố nó sớm trở thành hiện thực và bóng đá thành phố sẽ trở lại với một cái gương mặt mới mạnh mẽ. Mình bảo nào cũng vậy. Với việc mà thi đấu nhiều năm như vậy và thi đấu dưới màu áo của nhiều câu lạc bộ như vậy thì chắc chắn là anh sẽ có rất là nhiều người thầy và những huấn luyện viên có một cái ảnh hưởng nhất định đối với anh. Vậy thì trong suốt cái sự nghiệp bóng đá của mình thì ai là người huấn luyện viên mà có thể nói là ý nghĩa với anh nhất và người mà anh luôn cảm thấy là mến phục nhất? Đối với Phương thì tất cả một cái người thầy, tất cả một người huấn luyện viên ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ thì nó mỗi một người thì nó mang một cái dấu ấn khác nhau. Ví dụ nếu nói là người thầy nào ảnh hưởng về bóng đá của mình nhất, có thể đó là người cha của mình. Tại vì cha của mình là xuất thân từ cầu thủ, cho nên đó là người ảnh hưởng nhiều nhất đối với mình. Nhưng mà bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp khi lên đội bóng Cảng Sài Gòn thì cái người dạy cho Phương từng bước đi đầu tiên, từ vấn đề chập chững, từ vấn đề cơ bản. Tại vì mình là cầu thủ phong trào ra, nó thua thiệt với lại cái lứa, tất cả các lứa các anh em năng khiếu ở thành phố. Cho nên là được anh Đặng Nhân Chỉnh, thì anh Chỉnh bây giờ là giám đốc kỹ thuật của Bình Dương. Thì anh rèn luyện từ cái nền, từ cái động tác cơ bản, từ cái bộ thi đấu làm sao cho nó được đẹp, cho nó ra dáng cầu thủ. Thì đó là một người thầy đó. Đến giờ phút này mình vẫn luôn ghi nhớ là anh Chỉnh đã tạo dấu ấn cho mình, thầy Tâm Lan. Và thời điểm đó là thật sự là mình chỉ nghe về vấn đề tiếng tâm của thầy, chứ thầy thì vấn đề về vấn đề cuộc sống, vấn đề những cái rất là nghiêm khắc. Nhưng mà mình cũng được may mắn là mình từ một cầu thủ trẻ học việc lên như thế mà được vào một môi trường mà quá tuyệt vời, quá đẹp. Cho nên cái bằng cái ý chí, bằng cái sự khổ luyện của mình, bằng cái sự cái niềm đam mê, sự học hỏi của mình, nên cũng dần dần cũng được cũng tiến bộ theo thời gian. Ngày 20 tháng 9 vừa qua thì anh chính thức nói lời giã từ sự nghiệp với trận đấu cuối cùng ở tại sân Chi Lăng. Chắc hẳn đó là một cái trận đấu mà đem lại cho anh những cảm xúc mà chưa bao giờ anh trải qua, đúng không? Không bao giờ, không bao giờ mình thấy được cái cảm xúc đó. Nhưng mà đến lúc mà mình nói lời mà tạm biệt cái bóng đá ở cương vị cầu thủ, thì mình mất ngủ khoảng 3 ngày khi bước vào trận đấu đó. Không biết là mình phải thi đấu như thế nào, không biết là mình phải nói gì đây. Thật sự cũng có nhiều anh em cũng nói là cũng phải lên phát biểu, phải nói lời chia tay. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ trong đầu, không cần phải viết ra giấy, không cần phải nói, chỉ biết là cảm ơn tất cả, cảm ơn mọi người, cảm ơn bóng đá đã cho Phương được những cái gì thể hiện cho người hâm mộ được thấy. Mình cũng rất là kiềm nén cái cảm xúc để mà nước mắt nó khỏi phải dâng trào. Nhưng mà về sau á thì mới suy nghĩ là tại sao cái cảm xúc mình kiềm nén được như thế. Tại vì chắc có thể là sự chuẩn bị trong mấy ngày, mấy ngày mất ngủ. Nhưng mà để nói lời tạm biệt cũng rất là khó. Nhưng mà cái gì cũng vậy, che già thì măng nó phải mọc. Nhưng mà mình đã chuẩn bị cho cái hành trang để mình bước vào viên bóng đá chuyên nghiệp. Mình cũng sẽ cố gắng để làm sao để mà giống như tất cả các thằng anh đi trước. Không có ai nói chi đâu xa, giống như anh Đức chẳng hạn. Ví dụ, mình vẫn muốn là công tác đào tạo trẻ, là một đội bóng chuyên nghiệp, đến có được những cái thành tích vang dội như giống như cái thời cầu thủ của mình. Và tiếp tới nữa là mục tiêu, tiếp nữa là đội tuyển quốc gia. Vậy thì sẽ cố gắng và cũng xin chúc cho anh Phương là những cái thành công đã qua thì tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng mà cũng sẽ hy vọng là với cái sự cố gắng, nỗ lực, học tập của anh, như anh nói là tất cả lại làm lại từ đầu
phải có bắt đầu tích lũy để trong một cái vai trò mới huấn luyện viên thì anh cũng sẽ đạt được những thành công như thời cầu thủ của mình. Mà tôi nghĩ rằng với tâm huyết, với những gì mà anh chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng anh sẽ làm được điều đó như mong ước của mình mà thôi. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng rất là cảm ơn anh Phương đã dành thời gian để đến đây trò chuyện trong chương trình Thể thao là cuộc sống, và cũng cho bản thân Việt Anh và chắc quý vị khán giả cũng sẽ có rất là nhiều điều thú vị, những điều mà chưa biết về cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Thể thao là cuộc sống xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau được phát sóng định kỳ vào 9 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.